Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi trưa ngày thứ năm, ngày 28 tháng 12 năm 2023. Bây giờ là 11 giờ 50 phút. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở ngã 6 Phù Đổng, quận 1. Theo hướng thẳng màn hình của chúng ta đi về đường Cách Mạng tháng 8, đường Lê Văn Duyệt năm xưa, về bên công trường Dân Chủ. Ở phía bên tay phải màn hình của chúng ta đó là đường Lý Tự Trọng, đường Gia Long năm xưa này quý vị. Đó, ngay chỗ đầu đường Lý Tự Trọng, gần chỗ ngã 6 Phù Đổng. Nhà bán, nhà cho thuê đất. Tình hình cuối năm mà chúng ta nhìn thấy những cái cảnh như thế này thì cũng cảm thấy rất là buồn luôn. Đất đai khu vực ngã 6 Phù Đổng này gồm các trục đường: đường Lý Tự Trọng, đường Cách Mạng tháng 8, đường Lê Văn Duyệt năm xưa, đường Lê Thị Riêng, đường Nguyễn Trãi, là đường Võ Tánh, rồi đường Phạm Hồng Thái, đường Nguyễn Thị Nghĩa, cô chú anh chị các bạn. Buổi trưa ngày hôm nay mình sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta đi về trên con đường Nguyễn Trãi, con đường thời trang nổi tiếng quận 1 và quận 5. Đó, mình sẽ rẽ vào con đường Nguyễn Trãi ha. Đường Võ Tánh ngày xưa nè, cô chú anh chị các bạn. Đường Nguyễn Trãi là một trong những tuyến đường kinh doanh về phố thời trang lớn nhất ở tại Sài Gòn, đắt đỏ nhất ở tại Sài Gòn luôn. Đó, nhà bên kia nè, cho thuê nhà nè. Đây cô chú anh chị các bạn, đầu đường Nguyễn Trãi luôn. Cho thuê nhà, cho thuê đất, cho thuê nhà nguyên căn. Cuối năm mà chúng ta nhìn thấy những mặt bằng như thế này thì cũng cảm thấy rất là buồn luôn. Cho thuê nhà, bán nhà, cửa hàng thời trang quần áo thì mở cửa mà khách thì chẳng thấy là bao. Mặt bằng mướn thì 5-70 triệu, cả 100 triệu một tháng. Khu vực này là phải nói mặt bằng giá rất là cao luôn nha cô chú anh chị các bạn. Các cửa hàng bán quần áo thời trang đều có sale 50%. Có những món hàng sale đến 90%. Nhìn bên trong thấy có bảo vệ ngồi, rồi nhân viên, chẳng có khách đâu cả cô chú anh chị các bạn, thấy không? Bên kia đường nè, sale 50, 50, 70, 90, quá trời sale luôn. Ưu đãi lên đến 90%. Cửa hàng mắt kính nè, quần áo thời trang, túi xách, giày dép, mở cửa ra thấy ế ẩm quá trời luôn cô chú anh chị các bạn. Con đường nổi tiếng, con đường Nguyễn Trãi nổi tiếng luôn, mà đoạn này thì phải nói giá cả sản phẩm nó cũng cao hơn, tại vì giá thuê mặt bằng nó quá đắt mà. Đa số đoạn từ ngã 6 Phù Đổng về đến đường Tôn Thất Tung thì bán quần áo thời trang, túi xách là nhiều. Đó, nhìn cái cảnh nó buồn gì đâu luôn. Trời ơi, hai bên đường luôn quý vị. Chủ yếu là bán quần áo thời trang, giày dép, túi xách là nhiều. Mà năm nay thì bà con cũng đâu có tiền nhiều, cho nên cái sức mua thì nó cũng sẽ giảm rất là đáng kể luôn quý vị. Này, nhà cho thuê nè, cho thuê nhà nguyên căn nè, thấy không? Hai căn đóng cửa cho thuê luôn này quý vị, thấy không? Cho thuê nguyên căn luôn.
quần áo thời trang giá từ 99k đến 499k, giày dép thì 599k, túi sách sale khuyến mãi quá trời luôn quý vị ơi. Giảm giá. Ôi xong luôn, buôn bán kiểu này cuối năm gì mà nhìn thảm cảnh dữ quá trời. Nguyên con phố thời trang nổi tiếng tại Nguyễn Trãi, Sài Gòn của chúng ta. Ở đây là bán những thương hiệu nổi tiếng luôn đó quý vị. Giày Adidas, giày Nike nè, mắt kính nè. Giảm 50%, 80%, 90% đó. Du khách thì chỉ đi trên lề đường ngắm phố xá rồi ngắm cửa hàng thôi. Phố thời trang Nguyễn Trãi quận 1, quận 5 là nổi tiếng. Nhưng mà chúng ta mua thì mua tại quận 5 nó sẽ dễ dàng mua hơn. Quận 1 thì giá nó cao hơn một chút xíu. Nhà đóng cửa cho thuê, đóng cửa triền miên nè. Đó quý vị, 2-3 căn mà. Con đường đắt đỏ, con đường thời trang, con phố kinh doanh sầm uất luôn. Cái bên này thì một loạt shop quần áo thời trang, giày dép cũng hầm hiu, ế ẩm, ảm đạm. Tháng này là tháng hút tiền, hút bạc. Mà bây giờ ngồi buồn rầu như thế này thì thật sự không biết tiền đâu mà trả tiền thuê nhà, tiền đâu mà trả lương cho nhân viên, tiền đâu mà trả tiền thuế, rồi tiền đâu mà trả tiền điện, tiền nước. Chưa có bao giờ mà chúng ta thấy được một cái thảm cảnh mà nó diễn ra ở tại Sài Gòn của chúng ta, mà diễn ra những tháng cuối cùng của năm 2023. Có nghĩa là cái tháng Tết là cái tháng mà buôn bán nhộn nhịp. Bà con thì mất việc làm rất là nhiều luôn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái sức mua, ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến cái nguồn cầu, nguồn cung. Cầu không có thì cung cũng đâu có đâu cô chú anh chị. Nhu cầu cao thì khi đó các nhà kinh doanh, nhà sản xuất người ta mới nhập hàng về, mới cung cấp hàng hóa để mà cho người tiêu dùng họ sử dụng, họ mua. Gọi là giao thương hàng hóa nó bị dừng lại, nó bị tắc nghẽn. Nên năm nay thì không biết tiền đâu mà ăn Tết. Người lao động nghèo mất việc làm là hầu như không có tiền để đi về quê rồi đó. Mà nếu có tiền thì cũng đủ tiền thì mua vé xe, vé tàu thôi. Chứ còn bảo tiền mà về sắm sửa Tết, phụ giúp cho gia đình thì thật sự điều không thể rồi. Thanh lý trả mặt bằng giảm tất cả 60%. Quần áo xuất khẩu 3 cái 100k, trời ơi, đại hạ giá luôn. Năm nay đâu đó thì cũng có một số công ty, cũng có một số doanh nghiệp thì họ cũng đang bắt đầu đưa ra những cái kế hoạch
để mà lương thưởng cho cán bộ công nhân viên, để củng cố cũng như là lo lắng về mặt tinh thần cho nhân viên sau khi mà đón Tết xong thì họ quay trở lại làm việc. Sợ rằng sau khi mà nhu cầu hàng hóa bắt đầu tăng cao thì nhân viên nghỉ sẽ thiếu nhân sự để làm việc. Thật sự mà nói, có bao nhiêu cửa hàng thời trang mở cửa đóng cửa thinh lặng luôn. Trời ơi, khu phố Nguyễn Trãi của chúng ta đó, trước đây nha, những năm bình thường đó, những năm mà kinh tế phục hồi bình thường thì tháng 12, tháng 1 là phải nói rộn ràng, nhộn nhịp, hàng hóa tất bật và người dân thì đi mua sắm rất là náo nhiệt. Còn bây giờ chúng ta thấy tình cảnh như thế này, quá là điều hiu ảm đạm. Ráp gì đâu mà ngồi, vỉa hè quá trời luôn, khách thì không có, ế ẩm, đói luôn. Chịu thua rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Đó, quần áo thời trang này. Cửa hàng trang trí thật đẹp, khách thì không có. Phía bên tay phải màn hình của chúng ta đó là Bộ Công an. Phía bên tay trái là Cục Quản lý xuất nhập cảnh nè. Tòa này là Cục Quản lý xuất nhập cảnh, nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 1. Đây nè cô chú, chị các bạn, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh nè. Phòng quản lý xuất nhập cảnh thì nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, còn Cục Quản lý xuất nhập cảnh nằm trên đường Nguyễn Trãi. Bên tay phải màn hình của chúng ta đó là Bộ Công an. Đó, khu vực này là cấm dừng đậu xe, cấm quay phim, cấm chụp hình luôn. Bán nhà, bán đất, cho thuê nhà. Thưởng rất là nhiều, bung một khoản thưởng rất là nhiều luôn cô chú anh chị các bạn nha. Đó, ngã tư của đường Cộng Hòa là đường Nguyễn Minh Cường ngày nay với lại đường Nguyễn Trãi, quận 1, quận 5. Thời tiết có vẻ dịu xuống rồi. Đó, phố thời trang Nguyễn Trãi, quận 5, te tua, tơi tả luôn. Nhà cho thuê, đóng cửa cho thuê, 20 căn bự này nè. Trước đây là phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, giờ cũng đành bất lực luôn cô chú anh chị các bạn. Phòng khám đa khoa thẩm mỹ chịu thua luôn. Phố thời trang Nguyễn Trãi, quận 5 của chúng ta. Cho thuê nhà, cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng. Trời ơi, nhìn te tua dữ rồi. Cho thuê nguyên căn luôn này cô chú anh chị. Đó, cuối năm mà nhìn như thế này thì thôi chứ.
Phải nói tại mặt tiền đường Nguyễn Trãi, quận 5 này chúng ta thấy phải nói hàng loạt các căn nhà đóng cửa cho thuê. Đây. Cho thuê. Buôn bán cô chú chị các bạn thấy. Buôn bán mở cửa ra khách thì chẳng có gì hết trơn. Thật sự bây giờ ai mà đầu tư để mà thuê nhà kinh doanh thời trang thì chắc chắn là nguy cơ phá sản. Đó, Grab. Trường Đại học Sài Gòn. Grab by Go Việt, Go chắc thì chẳng có khách. Ngồi chơi thôi, quần áo thời trang thì quán đầy đây. Cho thuê nhà, bán nhà. Đây quý vị, mở cửa như thế này có khách đâu. Đó. Nhà bán hoặc cho thuê miễn trung gian liên hệ chính chủ. Cửa hàng quần áo thời trang chẳng thấy khách đâu cả. Đại học Sài Gòn, khu này là khu Bác Ái năm xưa nè. Sản phẩm sale 40%, 50%. Đó, cửa hàng thời trang mở cửa như thế này quý vị. Khách cửa gì đâu, hai bên luôn. Quần áo thời trang. Trời ơi. Xe tua. Tôi tỏ luôn. Buôn bán ảm đạm quá đi. Nay đi trên con phố thời trang Nguyễn Trãi quận 5 mà cảm thấy một cái không khí nó hơi buồn. Tết năm nay chắc người ta cũng không tha thiết đến cái việc sắm sửa nhà cửa gì nhiều đâu. Cũng không có mua sắm gì nhiều đâu quý vị. Hạn chế tối đa về chi tiêu không cần thiết. Đó, sale 50%, 50%, hai bên luôn. Ngày thứ năm, ngày giữa tuần. Chúng ta đang có mặt trên con phố thời trang lớn nhất Sài Gòn, Nguyễn Trãi, quận 5. Buổi tối cũng vậy thôi, cuối tuần cũng vậy luôn. Trước đây thì cuối tuần phố thời trang Nguyễn Trãi này nhộn nhịp và chật kín xe cộ, đặc biệt trong cái tháng 12 và tháng 1. Tuy nhiên thì bây giờ năm nay cuối tuần hay là giữa tuần, buổi tối hay là buổi trưa thì cũng chịu chết luôn. Nhà cho thuê nhà, cho thuê nguyên căn luôn quý vị.
cảm thấy có một cái điều gì đó nó hơi buồn, nó hơi phảng phất cái nỗi buồn. Đây là ngã tư của con đường Lê Hồng Phong và con đường Nguyễn Trãi, quý vị. Quá trời nhà cho thuê luôn rồi. Càng cuối năm đóng cửa càng nhiều luôn quý vị, thấy không? Đó, đóng cửa cho thuê, đóng cửa cho thuê. Đó, cô chú anh chị các bạn thấy không, cửa hàng mở cửa ra thấy điều hiu vắng vẻ như thế này nè, chưa bao giờ thấy một cái thảm cảnh buồn tê tái vào tháng 12, tháng 1, hơn tháng của chúng ta đón Tết rồi. Ế quá, ế luôn. Cho thuê nhà nguyên căn, cho thuê nhà nguyên căn, sang shop sale toàn bộ quần áo nè quý vị. Đó, cho thuê nhà nguyên căn, sang shop sale toàn bộ quần áo 50%. Nói trên tuyến đường Nguyễn Trãi quận 5 này cũng có rất nhiều căn nhà đóng cửa cho thuê hàng loạt luôn. Hình như cuối năm người ta chịu không nổi, người ta đóng cửa, người ta trả hết mặt bằng rồi. Căn này to chà bá luôn. 340, 338 cho thuê mặt bằng. Quá buồn. Bên này mở cửa mà đâu có khách đâu quý vị. Với cái tình hình mà mở cửa như thế này mà khách không có thì nguy cơ đóng cửa dẹp tiệm phá sản là có thể xảy ra. Ồ đó, trả mặt bằng nè quý vị, thấy không? Trả mặt bằng luôn. Sale trả mặt bằng xả hết 49k, sale toàn bộ cửa hàng luôn. Hàng loạt shop cửa hàng buôn bán ảm đạm quá đi thôi. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay.
Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.